Chào mừng các bạn đến với lại kênh YouTube của Kelly Panel. Đầu tiên các bạn lấy một ít màu cỏ nét treo ra ngoài bảng pha, sử dụng cỏ bảng tròn số 3 để lấy màu. Tán toàn bộ mặt cỏ xuống phần màu, sau đó phớt nhẹ lên trên toàn bộ nền của màu trắng, tạo ngay phần lõi giữa để gây được sự ấn tượng. Sử dụng tiếp đến cỏ tô treo và nước chùi treo, lấy một ít ra ngoài ly, sau đó thấm cỏ vào để lấy được nước chùi trên mặt cỏ. Sau đó chạm vào trong phần sơn treo màu đỏ mà chúng ta chưa có hơ, thì các bạn thấy lập tức là phần nền sẽ lộ ra hình theo như chúng ta đang tạo dáng ở đây, đó là hình trái tim. Và chúng ta sẽ lúc này cho tay vào đèn và hơ 30 giây. Cọ nét treo màu đen để mình tạo khung trái tim. Và mình lưu ý là chúng ta sẽ không tạo ngay phần trái tim màu trắng mình đã định hình, nên hơi hở ra trên dưới một tí thì nhìn hình sẽ tự nhiên hơn. Và chúng ta đã có được hình hoạt hình theo phong cách mới bây giờ, đó là viền không có khớp khung. Sau đó thì các bạn sẽ sơn một lớp top treo như thường lệ và hơ vào đèn 30 giây để giữ độ bóng nha. Tiếp theo, ở mẫu này các bạn sẽ sử dụng màu xanh aqua để mình tạo dáng các cái khối màu lập thể, thì để mang đến một cái nét vẽ cá tính hơn và mới lạ hơn cho khách hàng. Với cọ nét treo của Fawn thì các bạn có thể dùng để tô màu cũng như là mình có thể viền được những nét mỏng. Các bạn tô phần lõi, sau đó mình thực hiện phần viền bằng nét mỏng, bằng cách là mình đứng cọ lên khi vẽ và vuốt sạch sơn. Và vì đây là treo cho nên yên tâm là sẽ không có bị khô, nên chúng ta chỉ cần hơn 10 giây thôi. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng qua đến màu trắng để định hình phần khung bên dưới. Bên phải thì Mỹ Nguyên vẽ những nét sọc thẳng, và bên trái thì Mỹ Nguyên chọn giải pháp là tô để tạo ấn tượng cho khối hình lập thể của mình. Thì khi tô các bạn có thể sử dụng nhiều màu hơn một ít để mình có thể nằm cọ xuống và mình tô nhanh khoảng nào mình cần tô, thì đó là cách để chúng ta sử dụng cọ nét treo. Rồi mình hơ vào đèn. Nếu mà lớp mình thấy dày thì mình có thể hơ từ 20 đến 30 giây cả nhà nha. Rồi mình sẽ viền lại màu đen ở tất cả các nét. Thì khi mà viền mình cũng không nên xài nét mỏng quá đối với lại những hình khối lập thể như vậy. Và chắc chắn là cũng sẽ có những cô nàng rất là cá tính và thích những khối hình phối với các màu sắc sặc sỡ. Và các bạn có thể ứng dụng giải pháp vẽ cọ nét treo của Fawn cho các cái mẫu vẽ này thì cực kỳ nhanh và dễ vẽ nữa. Cũng như là khi mình vẽ sai thì mình vẫn có thể chùi cả nhà ha. Rồi và tiếp tục là chúng ta sẽ sơn một lớp top treo bóng. Rồi ok, mà mình thấy là móng mình đã hoàn tất rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip cùng với Mỹ Nguyên, và hãy để lại comment cũng như là nhấn subscribe để mình nhận được các thông báo khi có clip mới của Mỹ Nguyên nha. Bye bye và hẹn gặp lại.